Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mấy ngày gần đây có cái vụ drama về tạm khóa báo có. Mà khi các bạn nghe cái từ tạm khóa báo có này, các bạn nghe nó hơi mơ hồ, nghe nó có cái gì đó nó quá sức tưởng tượng của các bạn. Thì thực tế thì nó không có gì gọi là ghê gớm cả. Thì với cái video này, mình sẽ giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho các bạn có thể biết được tạm khóa báo có là như thế nào. Tạm khóa báo có trên một cái tài khoản ngân hàng á, có bốn lý do chính sau đây. Một là do chủ tài khoản yêu cầu tạm khóa với lý do là mất thẻ. Thứ hai là có những cuộc giao dịch mạo danh, ví dụ như là cái thẻ của các bạn bị rớt thì những người người ta lụm, người ta nhặt về, nhưng mà người ta không mở được, người ta sẽ nhờ những cái hacker khác người ta xâm nhập vào cái tài khoản của các bạn với mục đích là chiếm đoạt tài sản, đó là mạo danh. Và ba nữa là có văn bản từ cơ quan pháp lý về thẩm định tài sản của các bạn, người ta yêu cầu phía ngân hàng phải tạm khóa báo có cái tài khoản đó lại. Và cuối cùng là bên phía ngân hàng phát hiện lỗi giao dịch thì tài khoản cũng có thể bị tạm khóa. Đó là bốn lý do chính. Và cái các bạn quan tâm nhất đây nè là tạm khóa báo có như vậy thì chủ tài khoản có nhận được tiền không? Cái này là các bạn đang quan tâm đúng không? Thì mình xin thưa với các bạn là không nha. Khi tài khoản đang tạm khóa báo có thì quyền quyết định sẽ thuộc về hệ thống của ngân hàng. Ngân hàng sẽ hạch toán cái số tài khoản đó và treo nó trên cái hệ thống. Trong vòng từ 2 đến 3 ngày, nếu chủ tài khoản không mở lại cái tạm khóa báo có đó thì những cái tiền mà những người người ta không biết á, người ta chuyển vào cái tài khoản đang tạm khóa báo có đó đó, ngân hàng sẽ hoàn trả lại cho tất cả những người đã gửi vào cái tài khoản đó. Cho nên việc mà tạm khóa báo có mà những người khác người ta không biết, người ta gửi tiền vào thì chủ tài khoản nhận được là sai nha các bạn. Và tiếp theo như thế này, nếu tài khoản tạm khóa báo có đó được mở lại trong vòng từ 1 tới 2 ngày thì người chủ sở hữu tài khoản đó sẽ được ghi có vào tài khoản cá nhân, nhưng cũng có thể là tài khoản những cái người mà chuyển khoản á, người ta sẽ được nhận lại số tiền đó do chủ tài khoản yêu cầu bên phía ngân hàng trả lại. Thì như vậy có nghĩa là toàn bộ số tiền mà cái tài khoản đó nhận được sẽ được lưu trữ toàn bộ trên hệ thống. Và khi người ta xuất hóa đơn chứng từ ra hoặc là sao kê ra, những cái gì ghi thu nhận chi như thế nào nó sẽ đều lưu lại hết, nó không có đi riêng theo một cái lối tắt hay là ngõ tắt nào hết. Cho nên các bạn phải hiểu rõ về cái vấn đề tạm khóa báo có là nó như thế nào. Mình xin nhắc lại như thế này, tạm khóa báo có những người không biết chuyển vào cái tài khoản đang tạm khóa báo có, những cái số tiền đó nó sẽ bị treo trên hệ thống của ngân hàng và do ngân hàng quyết định xử lý số tiền đó. Từ 2 đến 3 ngày, số tiền đó sẽ được chuyển về những người đã chuyển trước đó nếu chủ tài khoản, chủ thẻ đó không mở lại. Còn từ 1 tới 2 ngày mà chủ thẻ mở lại, trên tài khoản của người chủ sở hữu sẽ ghi có nhận số tiền đó. Cũng có thể người chủ sở hữu yêu cầu bên phía ngân hàng hoàn trả lại cho những người đã chuyển khoản trước đó. Như vậy là tất cả nó rất là minh bạch. Tại vì khi mà chúng ta kinh doanh, mà nhất là về vấn đề tiền bạc tài chính rất là kỹ lưỡng, chúng ta không thể qua mặt được nhà nước được đâu các bạn. Nhà nước người ta đã cho các bạn làm như vậy là người ta đã biết cách tính toán hết rồi. Cho nên là các bạn chỉ cần hiểu đúng cái từ tạm khóa báo có nó là như thế nào thôi. Thì khi nói về mình, cái phong cách giải trình hay là diễn thuyết của mình nó không được hay, nó có lập ba lập bập thì các bạn cũng thông cảm.
Nó chỉ có vậy thôi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.